Rồi, chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thử chiếc cơ bản trượt một lưỡi để kiểm tra xem là với một lưỡi như thế này thì tôi cắt laminate liệu nó có mẻ nhiều hay không. Liệu các bạn có thể dùng chiếc cơ bản trượt mini một lưỡi này để cắt các cái chi tiết nhỏ cũng như cắt nghiêng 45 độ được hay không nhé. Rồi, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Kiểm tra. Rồi đường cắt rất là đẹp. Bây giờ chúng ta cắt lại thử xem. Bụi quá. Rồi. Rồi, có thể nói là đường cắt rất là đẹp. Thậm chí chúng ta sẽ có thể áp dụng cho cái việc dán góc nghiêng 45 độ. Dán góc nghiêng 45 độ và vát vuông góc một phần như thế này. Đấy, như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cưa bàn trượt một lưỡi như thế này. Đây là cái mặt lết nhé các bạn nhé. Hoàn toàn có thể dùng cái cưa bàn trượt một lưỡi như thế này để cắt cắt ván công nghiệp. Đấy, bình thường thì chúng ta đều thấy là chúng ta bắt buộc phải có lưỡi cưa mồi chúng ta mới cắt ván công nghiệp được. Nhưng mà trong trường hợp này là tôi đã cắt thử và thấy rằng là hoàn toàn có thể sử dụng một lưỡi để cắt. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lưỡi cưa vuông góc lại để cắt thử xem sao. Và bây giờ ta tiếp tục cắt thẳng xem là có mẻ hay không nhá. Trên không mẻ. Dưới mẻ. Có nghĩa là mặt dưới là bị mẻ nhiều đúng không? Ta cắt lại lần nữa xem. Rồi, mặt trên rất là đẹp. Mặt dưới rất là mẻ. Rồi, như vậy có thể quyết định là kết luận là chúng ta có thể dùng cái này để cắt nghiêng góc 45 độ. Đấy, nhưng mà trường hợp mà cắt thẳng là chúng ta vẫn chưa thể sử dụng được. Tại vì một mặt phía dưới do không có lưỡi mồi cho nên là bị mẻ khá là nhiều các bạn nhé. Rồi, làm một cái thí nghiệm nho nhỏ để các bạn biết thêm cái thông tin về cái máy cưa một lưỡi cơ bản trượt mini 1m6 đang được cung cấp bởi Đại Phúc Vinh CNC thương hiệu Hontech. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video clip sau.